Đây là đập Hồ Tân Giang của Phước Hà. Đập Tân Giang của Phước Hà, Ninh Thuận. Phước Hà của Tân Giang Ninh Thuận nhé. Rất đẹp các bạn. Đây, vòng quanh đây thì đến đây đây là hồ, một cái hồ bây giờ xanh mát này luôn, một điểm đến rất tuyệt vời. Đây là một khu tràn nha các bác, ở đây là có mấy cái tràn con suối rất tuyệt vời như này luôn. Đấy, đang mùa này đấy, đi trải nghiệm thử lên các hồ này. Đấy, đi qua tràn cá ở đây, có cá nữa, rất trong xanh luôn. Khu vực này khu vực cái rừng mít nha các bác, ở đây có cái rừng mít, rừng điều đào đấy ở trên đây, rất ấn tượng. Ở đây có hai cái tràn đi qua như này, ô tô xe máy đều có thể đi qua, khách lên đây cũng có thể trải nghiệm được. Này, quá tuyệt luôn. Welcome to Vietnam. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện một hành trình du lịch trải dài từ Bắc chí Nam với những cảnh đẹp tuyệt vời và những con người thân thiện của đất nước chúng tôi cùng VCTC nha. Let's go. Khu vực có nhiều hoa quả. Động đất có phố kỳ lửa, có nàng tô thị có chủ Tam Thanh. Hà Nội xứng đáng địa danh Sapa thơ mộng Vịnh Hạ Long xin chào. Xuôi về xứ Huế mong mỏi. Chuối ở trên này, trên này có mít chuối này. Quá mít chuối này bao nhiêu? Chuối này 3.000 lại. 3.000 cả lại luôn này. 3.000 hay 3.000 cả lại. Rồi một cái suối Yên Bình này. Đây là có một lán để có thu tập hoa quả của bản làng ở đây. Đấy, của bà con đi lương dễ về đây thì ngay đấy có cái trải nghiệm đấy, ăn uống tại đây. Đấy, và đây là không gian bên cạnh đằng sau luôn, rất chỉ lung linh vào đây. Suối mát rượi, dọc tách chảy. Rồi chào mừng các bác nha. Hy vọng ở đây cũng là một sản phẩm mới để mọi người trải nghiệm tại Ninh Thuận nha. VCTC, du lịch cộng đồng Việt Nam.